Hello mọi người, tôi vừa lấy biển số xe xong. Không làm mất thời gian của mọi người, ba số cuối mà tôi lấy được đó chính là 009. Mà tôi công nhận một điều, cái thực tế nó không bao giờ giống như lời nói nha. Cái lúc mua xe hỏi lấy biển số lâu không, người ta nói cỡ 1 tiếng ngoài là xong rồi. Trời ơi, hôm nay tôi đợi hả 3 tiếng rưỡi nha bà con. Mình đi từ lúc 7 giờ sáng, mình đợi cho tới hơn 10 giờ rưỡi mới được bấm biển số nha. Rồi có ai đoán đúng ba số cuối không? 009. Và cái đầu số chung của ngày hôm nay là 76. Nói chung cái số xe của tôi là 76009. Hồi sáng giờ người nào đoán được số 009 thì comment lên nha. Nhưng có thể là tôi coi thiếu comment cũng không chừng nữa. Bạn nào mà có nhắn cái số 009 thì chụp cái bằng chứng lại, gửi lên group khai thúi nha. Mình thấy được đúng cái giờ đó mà bạn là người đầu tiên comment thì mình sẽ tặng cho bạn cái cạc 100k nha. Mà sáng giờ tôi coi là không có ai đoán trúng rồi đó. Chà, có vẻ như giả chân cô nương nó ăn mừng cho con số 009 của tôi kìa. Đánh trống quá trời đánh luôn. Và con đại ca cũng nhảy lên đánh trống tiếp. Nhưng mà cái bụng của đại ca nặng quá cho nên nằm nghỉ mệt chút xíu. Người lên rồi nhưng cục mỡ vẫn chưa chịu lên. Mày đã tao ngồi nghỉ mệt chút xíu hay đánh này. Mới phóng lên mệt muốn chết luôn. Và đại ca đã đứng lên được rồi. Tội nghiệp cho đại ca, lần nào nhảy lên cũng bị dướng cục mỡ lại hết. Còn bây giờ tôi sẽ tóm tắt cái hành trình mà tôi đi lấy biển số xe nó sướng tới cỡ nào. Tôi cho mọi người coi sướng như thế nào nha. Đây là cách lấy biển số xe tại thành phố Gạch Giá Kiên Giang. Chạy lại cái chỗ bán xe, người ta đưa cái hồ sơ. Và cầm cái hồ sơ này chạy lại cái chỗ giao thông công an hay cái gì đó tôi quên rồi. Nói chung là xéo xéo Nguyễn Kim đó. Người ta chỉ mình chạy tới đây, những chiếc xe mà không có biển số là xe mới. Còn những chiếc có biển số là người ta sang tên nha. Còn xe của mình là xe mới, khi bước tới đây mình chỉ cầm hồ sơ, mình đứng đây không biết làm gì hết trơn luôn. Lây hoay một hồi, mấy anh này chỗ nào bán xe cho mình thì sẽ có nhân viên ở đây hướng dẫn. Và anh này kêu mình nộp cái hồ sơ qua cái băng đá này, rồi đi ra ngoài. Tới đây thật sự là tôi hơi loạn luôn á bà con. Rồi, người nào có xe nào, lại ngay cái xe đó đứng. Mọi người nhìn đi, trời nắng chang chang muốn bể đầu luôn. Mà đứng ngay chiếc xe nha. Đứng để làm gì? Để công an ra, coi cái mã số, kiểm tra xe, rồi mới cho mình dắt vô như cái chị này nè. Đứng nãy giờ dính chiếc xe hoài luôn. Lúc nãy tôi cũng giống chị này, nhưng mà thôi, còn lâu lắm mới tới mình, do đó mình kiếm chỗ mát nào mình ngồi. Mà hết trơn ghế ngồi rồi. Mình đành phải núp vô cái bóng râm của xe tải ngồi cho đỡ nắng. Và kế bên tôi cũng một đống người đang ngồi. Và những người này toàn là mua xe mới giống tôi không. Thì có ngồi chầm hổm nó mỏi dễ sợ luôn. Và 20 phút trôi qua vẫn còn ngồi chầm hổm chờ họ gọi tên mình. Trời ơi, tôi ngồi mà cái chân tôi nó muốn tê luôn. Và nhìn bên kia có dư một cái ghế kìa. Chạy qua ngồi ké chút xíu, nghe người ta nói làm biển số con tiếng mấy là xong. Tưởng đâu mau, bởi vậy không có ăn sáng tính làm cho nó lẹ lẹ. Ai về ra đây ngồi. Trời ơi, nghe cái mùi xăng xe rồi trời nóng nữa, quá trời mệt luôn. Và cái chị này đành phải lấy cái đôi dép đót vô đít để mà ngồi. Và những người ngồi chầm hổm chung với tôi cũng đứng lên đi vòng vòng hết. Thà là đứng lên đi, chứ ngồi chầm hổm lâu nó tê chân dữ lắm luôn. Gần 50 phút người ta mới ra kêu tên mình kiểm tra xe. Rồi, tự mình dắt chiếc xe vô trong. Lúc này cái đầu bị nắng nó bổ quá trời rồi. Bước vô tới đây chàng ơi, nó hầm mà người vắng lắm mọi người ơi. Vắng que hà, không có chỗ ngồi luôn. Mà đi chỗ khác ngồi uống nước thì không dám đi, tại vì mình sợ người ta kêu tên mình. Nói chung cái cảm giác này y chang như cái lúc thi tốt nghiệp vậy đó. Sợ bỏ qua lượt, mà qua lượt thì mình đợi rất là lâu. Bởi vậy gán đứng chờ. Và tôi đứng đây cũng không có lâu lắm đâu, gần tiếng đồng hồ à. Người nào đứng ở đây cũng phải móc ra sẵn cái hộ khẩu với chứng minh nhân dân, cầm trên tay sẵn nha. Để có gì người ta kêu mình xỉa ra cho nó lẹ chút xíu. Và tôi và những người này thật sự rất là tội nghiệp. Đứng suốt. Một lát sau quá trời đói bụng, quá trời khát nước luôn. Người nào cũng ngồi ghế hết trơn á. Có mình tôi là ngồi trên bàn thôi. Vì quá trời mỏi chân rồi phải ngồi thôi, biết sao giờ ai đuổi thì xuống. Nhưng rất là may mắn, người ta đi qua đi lại không ai đuổi tôi hết nha. Mà có điều mình ngồi ở đây nó hơi bị ngay chánh điện đó bà con. Nhưng có thể đây là cái số rồi. Không còn chỗ này ngồi thì còn chỗ nào mà ngồi. Tôi đứng xuống một tiếng mấy mà hai cái chân nó muốn rụng luôn á. Chính vì có thể ngồi ngay cái chỗ này cho nên tôi có thể quay cái góc thật là đẹp cho mọi người xem. Và thời gian cứ trôi qua. Sao mà người ta kêu tên ai không thấy kêu tên mình hết trơn vậy. Và cuối cùng họ cũng kêu tới tên Ngô Hồng Đào. Sau khi kiểm tra giấy tờ xong thì chạy lại đây chờ bắt biển số. Mà phải chờ những người này bắt trước rồi mình mới bắt sau. Vẫn phải chờ tiếp và không được đi đâu. Lúc này là 10 giờ chiều, khát nước, đói bụng mà không dám đi. Do đó tôi phải gọi điện thoại cho bạn tôi lại tiếp tế. Thật sự đói bụng muốn xỉu luôn. Xỉu không phải mình yếu mà mình hửi cái mùi xăng. Tôi nghe cái mùi xăng xe là tôi khó chịu liền. Mà không có đồ ăn là tôi mệt hơn nữa. Trong khi chờ đợi đồ ăn tới thì mình chạy vô đây ngồi. Và đây cái chỗ này người ta bắt biển số nè bà con. Còn lâu lắm mới tới tôi nhưng mà mệt quá. Còn cái ghế này là ngồi duy nhất thôi. Nè, hồi xưa bắt biển số thì mình có thể xin được, hoặc là quen biết có thể xin số đẹp được. Còn bây giờ là không có đâu. Cái máy tự động nha, bấm tự động số nhảy. Không có xin, không có mua và không quen biết gì hết. Cái số đến với mình là do hên xui nha. Có cái cảnh này khá là vui nè. Người con mua xe, nhưng người cha lại là người bấm biển số giùm. Không biết số mấy nữa. Vừa bấm xong cái hai cha con cười mỉm mỉm. Hiện ở trên màn hình mình cũng nhìn không thấy nữa. Và lương thực cứu đói cho tôi đã tới rồi. Trời ơi, thức từ 4 giờ sáng, hơn 10 giờ rưỡi mới được ăn đó.
tôi chạy ra băng đá ăn, còn bạn tôi thì vô trong nghe ngóng. Nếu có ai kêu tên Ngô Hồng Đào thì kêu tôi liền. Và đây là biển số tôi bắt dính 009. 76 là cái đầu số của ngày hôm nay, coi như hôm nay tôi bắt được số 9. Và đây là cái chỗ người ta ép biển số cho mình. Ép tại đây luôn nha, không cần phải đi đâu. Cái tiền biển số tôi đóng hết 800 mấy, còn ép cái này đóng hết 40 ngàn. Coi như một ngày đi lấy biển số là tốn hết 800 mấy chục ngàn nha. Đây là những kiểu khung lòng vô biển số, muốn lựa cái nào thì lựa. Còn đây là số tiền của cái khung gắn biển số và tiền công luôn là 40 ngàn. Và cái thời gian tôi lấy biển số từ 7 giờ cho tới hơn 11 giờ tôi mới về tới nhà. Còn chỗ mọi người thì sao? Lấy biển số có lâu giống vậy không? Ở đây là gạch giá kia.